Nó đập vô mắt mình được cái dãy núi tiếp bằng về. Rồi và bây giờ thì ở đây thì khung cảnh núi tuyết đã khá nhiều. Đây, một đỉnh núi tuyết, xung quanh là những đỉnh núi tuyết quá đẹp, hùng vĩ quá. Một khung cảnh choáng ngợp. Lần đầu tiên được trải nghiệm, sau lưng tôi là những cái đỉnh núi tuyết, bao quanh là những đỉnh núi tuyết. Bên này là những ngôi nhà, ở đằng sau tôi tiếp tục là những đỉnh núi tuyết. Wow. Và sau lưng tôi ở đây thì cũng có một dãy núi tuyết nữa. Để mình zoom cận cận vô xíu cho mình xem nha. Wow, đi bên một cái hàng sau lưng là núi tuyết là một cái trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời. Không quấy tiền các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ lên cái cáp treo này để lên cái đỉnh núi Tít Lít, một núi mà tuyết bao phủ quanh năm. Không biết là nó sẽ như thế nào đây. Và đi đến đây thì tôi đã thấy được có một cái toa có lá cờ Việt Nam. Bên này là cái hồ chỉ có trước giờ chỉ xem mà trên phim thôi. Và xin chào các bạn, hiện tại mình đã lên tới đỉnh núi Tít Lít. Sau lưng là bạn thấy xung quanh được bao phủ bởi tuyết. Anh lên tới đỉnh chứ. Ồ, đây mới có tạm dừng thôi. Như đá, như đá tủ lạnh nha. Lộp xộp. Đang di chuyển trên cáp treo. Có thể quan sát hiện tại là đã hơn 2000 2500 mét rồi. Không một hồ nước. Có khả năng là đỉnh là cao nhất rồi đấy chị. Nhìn xung quanh là không có thật là cao chúng ta sẽ chuẩn bị chiêm ngưỡng đỉnh núi Tít Lít. Wow, có nắng ống hả? Ồ, có lưu tư đây là tuyết hả chị? Bông tuyết. Ồ, có bông tuyết đang rơi luôn nha.
Cái literature các anh chị đang nhìn thấy đó là tuyết đó, chứ không phải là mưa đâu. Wow. Trơn. Trơn quá. Tuyết đang rơi luôn mọi người. Tuyết đang rơi luôn. Wow. Cái lưu lưu thương mà các anh chị đang thấy đang là tuyết rồi. Wow, tuyết đã xuống thành băng rồi. Thành nó khá là cứng và đi dễ bị trượt. Oh my god. Dễ bị trượt nha. Ôi. Nguy hiểm quá. Bị té rồi. Oh my god. Không dám cởi cái bao tay ra luôn á. Thôi, tầm này điện thoại điện thiết là thua rồi. Chúng ta đang leo lên thêm cao hơn nữa. Đây hiện tại là hơn 3000 mét. Trời ơi, tiếp rồi các bạn. Oh my god. Sao? Hơi luôn kìa. Rồi xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang ở đỉnh núi Tuyết. Và xung quanh tôi thì đang là Tuyết. Oh my god. Đây, đây là các bạn. 1, 2, 3. Hình như Tuyết. Ở đây rồi. Anh gặp em giữa trời đông, biết ra mắt ta nhìn chưa đau quên. Anh danh nhà chúng tôi có thể nói là Superman nhất ở đâu này. Giữa nhiệt độ hiện tại là 0 độ. Tuyết rơi, tuyết đóng băng. Nhưng anh ấy vẫn hy sinh vì nghệ thuật để có những bức ảnh để rồi. Giữa trời đông, bước ra mắt ta nhìn từ đã quen từ lâu. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cách xa muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ mình. Anh nhớ em đến cùng đây, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Anh chuồn đâu? Nhanh đấy chị. Em không làm gì được nha, em chỉ có vậy thôi. Đã đón rồi. Oh my god. Trời ơi.
Ok, mình sẽ lấy tuyết lên nha mọi người. Đây em chỉ còn chế độ này thôi. À, hiện tại bây giờ chúng tôi đang định trên đỉnh núi Tuyết và chúng tôi đang chuẩn bị ăn yogurt. Chào các bạn, trên tay tôi là gói Nutrition Coffee. Đây là một giải pháp giúp chúng ta có thêm năng lượng rất nhiều ở đỉnh núi Tuyết Lít. Các bạn chỉ cần pha vào một bình lắc như thế này với một gói này và bạn sẽ tận hưởng. Đây tôi đã pha sẵn và uống một ngụm. Rất là tuyệt vời các bạn nha. Và bây giờ chúng tôi đã có trên tay mỗi người một gói để có thể có năng tiếp năng lượng và trải qua tất cả những hành trình tại trên đỉnh núi Tuyết. Bạn có thể thăm gương mặt của từng người. Đây, mọi người. Xin chào, nó chính thành coffee đã giúp một người U50 như tôi đi từ trên núi lên tới đỉnh núi Tuyết nha. Rất là tuyệt vời và đầy năng lượng. Xin chào. Hello. Tôi trẻ hơn chứ tôi không có già như chị, nhưng mà tôi đủ đầy đủ năng lượng nhờ có Nutrition Coffee á. À chị như bạn né rồi. Nutrition Coffee kiên quyết các bạn. Có ai khát nước không? Tôi pha nước cho các bạn uống. Ở đây chúng ta chỉ cần trộn một ít dâu tươi vào đây, chúng ta làm mix vào, chúng ta sẽ có món giá ua dâu. Vâng, đây là tương lai của chúng tôi. Rồi, xin hân hạnh giới thiệu với tất cả các bạn. Chúng tôi chuyển đến ngày hôm nay là ngày thứ 10 trong chuyến hành trình đi châu Âu. Chúng tôi bay từ Việt Nam sang Paris hết tổng cộng 17 tiếng. Sau đó chúng tôi ở Paris 4 ngày, tận hưởng những nét đẹp của Paris, những sự hào nhã, một kinh đô của ánh sáng. Và sau đó chúng tôi đi qua Bỉ để thưởng thức các cái món ăn đặc trưng của Bỉ, và đặc biệt là sô-cô-la và uống bia. Chúng tôi uống 14 loại bia trong một buổi tối và rất là tuyệt vời. Sau đó thì mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi lại đi đến với Amsterdam để tận hưởng những kinh đào của Amsterdam, những nét đẹp của Amsterdam. Và sau đó thì chúng tôi lại đi qua thăm nước Đức với những lâu đài cổ kính, những quảng trường rất là lâu năm, có hàng trăm năm. Rồi sau đó chúng tôi lại bay sang đến Ba Lan để được hiểu về văn hóa Ba Lan, những con người Ba Lan, và họ có một cái cuộc sống rất là enjoy, rất là ok. Chúng tôi chơi đến 10 giờ đêm. Rồi sau đó thì chúng tôi lại bay đến Thụy Sĩ, và giờ đây chúng tôi đang đứng ở trên đỉnh núi Tuyết Đức, nơi có độ cao là 3.000m. Và các bạn sẽ thấy rằng là ở nơi đây tuyết phủ quanh năm, và chúng tôi đang cõng với nhiệt độ âm độ, tuyết đầy ở đây. Tay tôi có thể cứng ngắc rồi, tôi sợ đến hình nó đỏ lên cái tay lên rồi. Chúng tôi tận hưởng leo đến đỉnh cao nhất và có thể quan sát panorama 360 độ khắp nơi, và thấy rằng đây là đỉnh cao nhất hiện nay. Và sau đó thì chúng tôi đi xuống dưới và chúng tôi sẽ tận hưởng những nét đẹp mà các bạn sẽ nhìn thấy, những đồng cỏ xanh mát, những vườn đồi rất là đẹp, những căn nhà nhỏ trên thảo nguyên, nét đẹp rất là đặc trưng của Thụy Sĩ, thời tiết trong vắt, những cái đồng xanh và những cái hồ trong xanh luôn, và những con vịt rất là đẹp. Các bạn sẽ thường thấy trong những cái đoạn video của anh Công sẽ gửi cho các bạn. Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có một chuyến du lịch châu Âu giống như chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ chỉ trải qua mất một ngày rưỡi để có thể về đến Việt Nam, sau khi và di chuyển từ Thụy Sĩ về đến Paris, và may từ Paris về. Hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình tiếp theo của chúng tôi, có thể là ở Mỹ, ở Alaska, ở những vùng rất là đặc biệt. Có thể là năm nay hoặc năm sau các bạn sẽ gặp chúng tôi ở nơi đó. Xin chào. Sau khi quẩy banh nhà lòng trên đỉnh núi Tuyết Lít thì mình và mọi người sẽ chuẩn bị di chuyển xuống bên dưới. Các cái đầu ngón tay đã tê hết rồi. Một khung cảnh tuyệt vời. Mưa khô. Hạnh phúc. Ok, sẵn sàng chưa anh ơi? Rồi, bây giờ đi xuống thì cũng là một vấn đề đây. Chúng tôi phải đi nét vào ở trên cái này để cái tuyết nó xốp xốp á, nó còn giữ được
nó giữ được cái bộ bán của mình. Ngon, nó sẽ bị xuống. Bà chị của tôi đã vô rồi. Rồi. Theo kinh nghiệm đi xuống này, đi ngang hết trơn. Nó ủi nguyên đoạn à. Bất tình tiết. Vô rồi. Ôi vậy? Ai vậy? Trời, tuyết nó bám vô cái đôi giày luôn. Dạ? Chữ gì chị? Anh chụp cái tuổi đúng không hả? Đông người quá nè. Rồi rồi, vậy đây em với chị xuống chút. Chưa, chứ nữa. Được. Được. Nó xuống thêm mà chị, nó trực nhanh lắm. Xuống thêm. Ok, chắc được rồi đó. Rồi. Nó bị lì đúng không? Con anh tôi chơi lầy quá. Rồi thử cảm giác mình nằm trên tuyết hay sẽ như thế nào. Hơi cứng, không được mềm lắm. Oh my god. Kia đẹp nữa kìa. Này nè. Ở đây là 8,5 franc một gói mì. Mì ly á. Mì tính ra là nó khoảng 9 euro. 9 euro thì ở Việt Nam mình thì nó bằng khoảng 200 mấy chục ngàn á. 200 mấy chục ngàn một cái ly mì á. Ở Việt Nam mình là chỉ có mấy ngàn cái thôi.
Rick. Bước đi trên một con đường mà đằng xa chúng ta thấy được đường phố, chúng ta thấy được cảnh quan, và đặc biệt trên cao là những cái núi tuyết lững thững, có thể nói là một cái trải nghiệm rất khó quên ở tại Thụy Sĩ. Sợ nha, cẩn thận coi chừng bị bóng lạnh rồi đó. Okay. Ba dữ. Nhà hàng này là từ năm 1780. Cũng top nhà hàng ở ở khu vực này rồi. Sau đó là quậy tới nào lăn lê qua trường. Rồi, ok. Đồ, anh nghĩ là chính ái luôn anh nghĩ ơi. Piece of bread inside. Just to pay the whole check. So you better be focused, okay? Ai mà để làm rớt phô mai ra ngoài là bị phạt đó nha. Mà ông về mà ông luộc kỹ mà nóng lắm, chú độc á. Fondue. It's already in progress. Yeah. And this is potatoes that we have. You can enjoy with the fondue too. Okay. Oh. It's a very hot bowl. Be careful, please. Thank you. Tiến đưa một người nhìn nhau biết nói chi đây. Hai hàng mi chưa chan lệ đây. Hành trình tại Thụy Sĩ ngày hôm nay cũng là chặng cuối cùng trong hành trình đi bụi châu Âu của mình, trải qua Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, rồi bây giờ đến Thụy Sĩ, và đã có cái hành trình trải nghiệm được những cái cảnh đẹp của Thụy Sĩ trong ngày hôm nay, đặc biệt là lần đầu tiên được chạm trán, được chạm với tuyết ở trên một đỉnh tuyết.
hành trình tạm thời sẽ khép lại, và nó cũng động lại được cho bản thân mình rất là nhiều điều, những bài học, những cái trải nghiệm mới về thế giới. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta trong những cái video tiếp theo, trong những hành trình tiếp theo của mình. Rồi, rất cảm ơn các anh chị chúng ta đã đón xem ha. Ok, xin chào.